Của chúng ta giúp nhóm mạnh khỏe và ngày càng trẻ đẹp hơn. Sau đây là tiết mục văn nghệ Lá Còn Xanh đến từ nhóm dưỡng sinh của câu lạc bộ của chúng ta. Thank you.
đoàn kết đến từ nhóm văn nghệ của câu lạc bộ chúng ta. Vậy xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho nhóm văn nghệ ạ. Thank you.
của câu lạc bộ. Xin kính chúc nhóm mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự bình an. Sau đây là tiết mục cây đàn ta mu đến từ nhóm dưỡng sinh của câu lạc bộ chúng ta. Vậy xin một tràng pháo tay cổ vũ cho đội nhóm dưỡng sinh ạ. Chiến đấu bao người.
cảm ơn tiết mục văn nghệ của nhóm dưỡng sinh, chúc nhóm mạnh khỏe và ngày càng tỏa sáng trong các chương trình văn nghệ. Và sau đây xin trân trọng kính mời hai nhóm trưởng của hai nhóm văn nghệ. Chung chung quân đi như sông lớn lớn.
như ý. Và kính thưa hội nghị, chương trình văn nghệ của chúng ta còn nhiều và rất là dài, nhưng vì thời gian không cho phép, tôi xin được khép lại chương trình văn nghệ tại đây để dành lại thời gian cho hội nghị được thành công tốt đẹp.